Chào các bác nhá. Hôm nay Thắng Auto sẽ giới thiệu đến anh em một em đầu cối tách giao lưu với anh em với mức giá rất là hợp lý. Chiếc tách 2300SX giao lưu với anh em giá 6 triệu nhá. 6 triệu cho em cối tách này. Hàng bãi Nhật về. Còn rất là đẹp. Đẹp zin. Rồi. Rất là đẹp nha anh em nhé. Em đã tháo cả phần máy ra cho anh em ngắm luôn. Này bên hông đây. Đây máy đây các bác nhé. Zin đẹp. 7 màu luôn. Quay thì xa để anh em nhìn. 6 triệu cho em tách 2300SX điện 100V. Hồi gỗ còn rất là long lanh. Anh em bày đẹp, nghe hay, hoàn cổ. Đo kích thước cho anh em nhé. Anh em chưa biết thì lần này anh em sẽ biết kích thước của em này. Chiều ngang của em nó là 44, chiều cao của em nó là 38, trọng lượng em này thì khoảng gần 20 cân. Máy nguyên zin, mặt đẹp, đúng chất hoài cổ, giá 6 triệu đồng. Các bác có nhu cầu sở hữu em tách này thì alo trực tiếp cho bên Thắng Auto nhé. Số 0983698887. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.